Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều chương 5 bài 1 phần tiếp theo. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 8 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động 2. Thực hiện các hoạt động sau. Hoạt động A. Vẽ một tam giác APC có cạnh AB bằng 3 cm, cạnh AB bằng 3 cm, 1 2 3, cạnh AC bằng 4 cm, 1 2 3 4, tương ứng với 4 ô vuông, và cạnh BC bằng 5 cm, 1 2 3 4 5. B. Tính và so sánh diện tích của hình vuông có cạnh BC với tổng diện tích của hai hình vuông lần lượt có cạnh AB và AC như hình 6. Tức là đầu tiên các em tính diện tích của cái hình vuông màu tím này. Được chưa? Sau đó là các em so sánh diện tích của hình vuông màu tím này với tổng diện tích của hai hình vuông màu xanh này. Các em so sánh diện tích của hình vuông màu tím này với tổng diện tích của hai hình vuông màu xanh này. Trong đó hình vuông màu tím có cạnh là BC bằng 5 cm. Còn hai hình vuông màu xanh này có cạnh lần lượt là AB bằng 3 cm và AC bằng 4 cm. Được chưa? C là các em kiểm tra xem góc A này của tam giác ABC có phải là góc vuông hay không. Rồi, sau khi đã vẽ tam giác ABC theo yêu cầu của đề bài, chúng ta sang phần hoạt động B. Trước hết là các em tính diện tích của hình vuông có cạnh BC, tức là cạnh bằng 5 cm. Các em tính diện tích của hình vuông màu tím này. Cạnh bằng 5 cm thì diện tích bằng 5 bình phương và bằng 25 cm². Tiếp theo là các em tính diện tích của hình vuông có cạnh AB. Cạnh AB bằng 3 cm thì diện tích của hình vuông là 3 bình phương. 3 bình phương bằng 9 cm². Tiếp theo là các em tính diện tích của hình vuông có cạnh AC bằng 4 cm. Cạnh là 4 cm thì diện tích là 4 bình phương bằng 16 cm². Ta có tổng diện tích của hai hình vuông. Tổng diện tích của hai hình vuông màu xanh, tức là hai hình vuông lần lượt có cạnh là AB và AC là 9 cộng với 16. Các em lấy 9 cộng với 16 bằng 25 cm². Đúng bằng diện tích của hình vuông có cạnh BC. Vậy ta kết luận diện tích của hình vuông có cạnh BC, diện tích của hình vuông có cạnh BC bằng tổng diện tích của hai hình vuông có cạnh lần lượt là AB và AC. Rồi điều này có nghĩa là nếu chúng ta đặt BC bằng A, AC bằng B, AB bằng C thì diện tích của hình vuông màu tím này bằng A bình phương bằng tổng diện tích của hai hình vuông bé này, tức là bằng B bình phương cộng C bình phương. Được chưa? Rồi bây giờ các em dùng cái kia để kiểm tra xem góc A này có phải là góc vuông hay không. À, ta thấy góc A này chính là góc vuông. Như vậy chúng ta có định lý đảo của định lý Pythagore như sau. Định lý đảo có nghĩa là nó ngược lại so với định lý Pythagore. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Được chưa? Rồi các em hình dung này. Định lý Pythagore thì từ tam giác vuông ta suy ra cái này. Còn định lý đảo của định lý Pythagore thì từ cái này ta suy ra tam giác đó là tam giác vuông.
Các em đã hình dung ra chưa? Rồi, phần hoạt động C, các em kiểm tra xem góc A của tam giác ABC có phải là góc vuông hay không. Thì chúng ta vừa kiểm tra rồi. Góc A này là góc vuông. Như vậy là tam giác ABC là tam giác vuông. Rồi, ta thừa nhận định lý Pythago đảo sau. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, thì tam giác đó là tam giác vuông. Tức là nếu tam giác ABC này có bình phương của một cạnh, tức là BC bình phương bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại, tức là bằng AC bình phương cộng với AB bình phương, hay BC các em thay bằng A bình phương, AC các em thay bằng B bình phương, AB các em thay bằng C bình phương, hay A bình phương bằng B bình phương cộng C bình phương. Tức là nếu một tam giác mà có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, thì ta suy ra tam giác đó là tam giác vuông. Suy ra tam giác đó là tam giác vuông. Được chưa? Thì đây chính là định lý Pythago đảo. Định lý Pythago là tam giác vuông thì ta suy ra cái này. Còn định lý Pythago đảo thì từ cái này ta suy ra tam giác đó là tam giác vuông. Rồi bây giờ các em áp dụng định lý Pythago đảo như thế nào? Cụ thể chúng ta sang ví dụ 2. Cho tam giác DEG có DE bằng 7 cm, DG bằng 24 cm và EG bằng 25 cm. Người ta hỏi là tam giác DEG có phải là tam giác vuông hay không? Để kiểm tra xem tam giác này có phải là tam giác vuông hay không, thì các em áp dụng định lý Pythago đảo. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, thì tam giác đó là tam giác vuông. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra bằng cách là xét tam giác DEG có EG bình phương bằng 25 bình phương bằng 625. Các em nhớ nếu là tam giác vuông thì cạnh có độ dài lớn nhất nó chính là cạnh huyền. Được chưa? Cạnh có độ dài lớn nhất nó chính là cạnh huyền. Ta có EG bình phương bằng 25 bình phương bằng 625 cm vuông. Cm bình phương lên thì là cm vuông. Rồi nếu chúng ta dự đoán EG là cạnh huyền rồi, thì hai cạnh còn lại là DE và DG là hai cạnh góc vuông. Vậy ta có DE bình phương cộng DG bình phương bằng 7 bình phương cộng 24 bình phương. 7 bình phương bằng 49, 24 bình phương bằng 576. 49 cộng với 576 thì bằng 625 cm vuông. Như vậy ta suy ra EG bình phương bằng DE bình phương cộng DG bình phương vì cùng bằng 625. Được chưa? Như vậy là tam giác DEG có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại, thì chứng tỏ tam giác DEG này là tam giác vuông. Được chưa? Tam giác vuông thì cạnh có độ dài lớn nhất nó chính là cạnh huyền. EG nó chính là cạnh huyền. Góc đối diện với cạnh huyền chính là góc vuông. Tức là góc D là góc vuông. Do đó tam giác DEG vuông tại D theo định lý Pythago đảo. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 2. Tam giác có 3 cạnh là 20 cm, 21 cm, 29 cm, có phải là tam giác vuông hay không? Muốn biết tam giác này có phải là tam giác vuông hay không thì các em áp dụng định lý Pythago đảo. Các em kiểm tra xem là bình phương của một cạnh
có bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại hay không? Được chưa? Các em lấy cạnh có độ dài lớn nhất, các em bình phương lên. Xem nó có bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại hay không? Rồi, tam giác có ba cạnh lần lượt là 20 cm, 21 cm, 29 cm. Tam giác này có phải là tam giác vuông hay không? Nếu tam giác này là tam giác vuông thì cạnh có độ dài là 29 cm, chắc chắn là cạnh huyền. Cạnh có độ dài lớn nhất sẽ là cạnh huyền. Rồi, ta có 20 bình phương thì bằng 400, 21 bình phương thì bằng 441, 29 bình phương thì bằng 841. Được chưa? 841. Mà 400 cộng với 441 thì bằng 841. Suy ra 29 bình phương bằng 20 bình phương cộng với 21 bình phương. Tức là trong tam giác này, bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại. Thì theo định lý Pythagore đảo, tam giác này là tam giác vuông. Do đó, tam giác có 3 cạnh 20 cm, 21 cm, 29 cm là tam giác vuông. Trong đó 29 cm nó chính là cạnh huyền. Tam giác vuông thì các em phải chỉ ra tam giác vuông tại đâu. Nhưng ở đây các em không đặt tên các đỉnh của tam giác, thì các em phải chỉ ra cạnh nào là cạnh huyền. Được chưa? Cạnh có độ dài là 29 cm là cạnh huyền, thì cái góc đối diện với cạnh huyền nó chính là góc vuông. Được chưa? Tiếp theo là các em sang ví dụ 3. Hình 8 mô tả một cánh buồm có dạng tam giác vuông được buộc vào cột buồm thẳng đứng với độ dài hai cạnh góc vuông là 12 cm và 5 cm, chưa biết cạnh huyền bằng bao nhiêu. Tính chu vi và diện tích của cánh buồm đó. Tính chu vi và diện tích của cánh buồm này, tức là chúng ta tính chu vi và diện tích của cái tam giác vuông này. Tam giác vuông này chúng ta mới biết hai cạnh góc vuông lần lượt là 12m và 5m, chưa biết cạnh huyền bằng bao nhiêu. Muốn tính chu vi của tam giác thì chúng ta phải biết độ dài của ba cạnh. Ở đây cạnh huyền chúng ta chưa biết. Như vậy chúng ta tạm gọi độ dài cạnh huyền là x. Rồi, ta gọi x mét là độ dài cạnh huyền của cánh buồm. Vì x là độ dài cho nên điều kiện là x phải dương. Theo định lý Pythagore thì ta có trong tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Tức là x bình phương bằng 12 bình phương cộng với 5 bình phương. Bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. X bình phương bằng a thì ta suy ra x bằng cộng trừ căn a. Nhưng do x dương thì ta chỉ lấy x bằng căn a thôi. Tức là ta suy ra x bằng căn của cái này. Căn của 12 bình phương cộng 5 bình phương và bằng căn của 169. Căn của 169 bằng 13. Ở đây là 13 mét. Ta tìm được x bằng 13 mét. Như vậy ta dễ dàng tính được chu vi của cánh buồm. Tức là tính chu vi của cái tam giác này bằng cách là tính tổng độ dài ba cạnh. Lấy 12 này cộng 5 này cộng với x, tức là cộng với 13. 12 cộng 5 cộng 13 bằng 30 mét. Tiếp theo là các em tính diện tích của cánh buồm, tức là tính diện tích của cái tam giác vuông màu xanh này. Rồi các em biết là một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B. Thì diện tích của tam giác vuông này sẽ bằng A nhân B chia 2. Như vậy diện tích của cánh buồm đó là, các em lấy 12 nhân 5 chia 2, hay là 5 nhân 12 chia 2. Được chưa? 5 nhân 12 bằng 60, 60 chia 2 bằng 30, 30 mét vuông. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.
Chúc em học tốt.